Chào các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Number 5, look, complete and read. Là hãy nhìn, hoàn thành và đọc. And number 1, where do you live? Nào, nghĩa là bạn sống ở đâu? Và chúng ta thấy là trong hình mà chúng ta vừa nhìn thấy số nhà là ở 35. Nào, 35. And Green Street là ở đường Green mà đường xanh. Và ở đây thì chúng ta đã thấy là có tên con đường này rồi, đúng nào? Vì vậy thì còn thiếu số nhà nào. I live at 35 Green Street là tôi sống ở số nhà 35 ở đường Green. And number 2. Where do you live? I live in Trần Phú Road. Là tôi sống ở đường Trần Phú. And number 3. Now, where do you live? Nào, bạn sống ở đâu? I live at 4 Thái Hà Street. Nào, tôi sống ở số nhà số 4 ở đường Thái Hà. And number 4. Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in London Road.